Ngày 3 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức mừng công khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đại hội Thể thao Toàn quốc là sự kiện thể thao cấp quốc gia lớn nhất của Việt Nam, được tổ chức 4 năm một lần. Đoàn thể thao tỉnh Trà Vinh tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 với 7 môn thi đấu gồm bắn cung, taekwondo, karate, aerobic, bi sắt, điền kinh và judo với 55 huấn luyện viên, vận động viên tham dự. Đây là số lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia ít nhất so với 65 tỉnh thành, ngành trên toàn quốc, nhưng thành tích đem lại rất xứng đáng, đặc biệt là thành tích ở các môn nằm trong hệ thống Olympic. Các vận động viên đã đạt được 18 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt qua đại hội, Trà Vinh đã xuất hiện nhiều vận động viên trẻ tiềm năng để có kế hoạch phát triển lâu dài. Trong số các vận động viên đạt huy chương có vận động viên Nguyễn Thạch Hải Yến đạt huy chương vàng môn judo nội dung 45kg nữ. Vận động viên Trần Thanh Tùng đạt huy chương vàng môn bắn cung nội dung 90m nam. Nhóm 3 người, vận động viên Đặng Chí Bảo, Nguyễn Thị Thu Thảo, Phạm Quỳnh Bảo Trân đạt huy chương vàng môn aerobic. Vận động viên Lê Thị Thu Ngân đạt huy chương vàng môn điền kinh ở nội dung ném búa nữ. Tại lễ mừng công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng 33 bằng khen cho các vận động viên đã đạt huy chương với tổng giá trị tiền thưởng gần 200 triệu đồng.